Một sáng tháng 6 năm 1973, tại trại giam quân sự Trung ương ở Bất Bạt, Sơn Tây. Tôi quay lại nhìn một lần chót ngôi nhà nhỏ giam tôi. Đó là một ngôi nhà vuông, nom như cái chòi canh đê, đủ cho một người ở, kê một giường cá nhân, một bàn viết kèm theo ghế tựa. Trên tường có giá xích đông để đặt các đồ linh tinh. Nhà có hai cửa sổ, xây trên sườn đồi thoai thoải. Trước nhà là sân và vườn rộng khoảng một sào. Có giếng nước trong leo lẻo với con cá lội tung tăng. Có chuồng gà ghép bằng thân cây sắn, có hố vệ sinh. Bên ngoài dưới chân đồi là ruộng lúa và xa xa mấy ngọn đồi thông. Ngồi trước cửa sổ nhìn ra sân thấy một bụi hồng lớn, hoa lá tùm, cao hơn đầu người. Do ai bị giam ở đây trước tôi đã trồng. Không rõ loại hồng gì mà hoa chỉ nhỏ bằng những bông nhài lớn, nhưng nhiều lớp cánh đỏ chót, rất đẹp, và chi chít hàng trăm, mấy trăm bông. Bao nhiêu buổi chiều xuống tôi đã đứng ngắm bụi hồng này hồi lâu. Chọn xem bông nào là Thúy Kiều, bông nào là Thúy Vân. Đại để là một ngôi nhà kẻ sĩ ở ẩn. Trong đó anh muốn làm gì thì làm. Một ngôi nhà ở ẩn, nếu không có cái hàng rào dây thép gai, xen lẫn với mấy hàng cây sắn cao rậm rạp, và nếu ban đêm cửa buồng không bị khóa trái. So với tất cả những nơi tôi bị giam giữ trước đó thì đây quả thật là một nơi không dám mơ ước. 6 tháng trước khi được chuyển từ trại giam Tân Lập, Yên Bái về đây, tôi đã ngạc nhiên một cách thú vị. Nhưng chỉ một tuần sau là mọi sự đã rõ. Gia đình tôi lên thăm, báo tin một số anh em đã được về. Vậy là tôi cũng sắp được về. Và đây là nơi tôi được chuẩn bị để làm quen dần với tự do. Thật là chu đáo quá. Nếu đùng một cái được thả ra khỏi cổng nhà tù, khéo tôi hóa rồ mất thật. Và đây cũng là nơi để người ta vỗ béo cho tôi. Tất nhiên là bằng tiền của vợ con tôi. Trước khi tôi được cho về chiền làng, chiền nước. Vì ở đây gia đình được đi thăm nom tiếp tế thoải mái. Chỉ sợ không có sức. Vậy là một lần chót tôi quay lại nhìn từ biệt ngôi nhà nhỏ đã chứng kiến bao nhiêu tâm tư của tôi, rồi bước đi theo người quản giáo. Tôi mặc bộ quần áo tù nhuộm chàm, đầu đội nón, vai gánh chiếc ba lô lính và đồ đạc lỉnh khỉnh, nồi niêu chai lọ hộp. Treo lủng lẳng hai đầu chiếc đòn gánh làm bằng cành cây. Tay trái xách chiếc bu gà, có một con gà mái già đã đẻ 3-4 lứa mà bà mẹ vợ tôi đã đem đến tiếp tế cách đây mấy tháng để nó làm bạn với tôi trong cảnh cô quạnh. Bây giờ trông thấy tôi trong bộ dạng này chắc bà phải cười ra nước mắt. Người quản giáo dẫn tôi loanh quanh đường đồi đến một gian nhà khác, bảo tôi đặt đồ lề vào góc và chỉ cho tôi ngồi vào bên bàn. Ở đó đã có 3 người, 2 cán bộ chấp pháp của Bộ Công an và một trung tá của Cục Bảo vệ Quân đội ngồi trực sẵn. Một trong 2 người kia mở đầu. Chắc anh đã rõ hôm nay anh được gọi ra đây để làm gì? Tôi gật đầu. Có. Rồi ông ta đọc cho tôi nghe liền một lúc 4 cái lệnh. Lệnh thứ nhất. Lệnh tạm giam Trần Thư 3 năm vì tội chống đảng. Ký tháng 12/1967. Lệnh thứ hai, lệnh tạm giam thêm 3 năm, ký 3 năm sau, tức là 1970. Lệnh thứ ba, lệnh tạm tha ký mấy ngày trước đây. Đến đây thì kèm theo lời giải thích. Như thế là anh được về sớm 6 tháng so với thời hạn. Đó là do chính sách khoan hồng của đảng và do anh đã cải tạo tốt. Cuối cùng là lệnh thứ tư, lệnh quản chế 3 năm lao động cải tạo tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, ký cùng ngày với lệnh tạm tha. Tôi có vài ý nghĩ.
Một là tất cả các lệnh trên đây cùng với lệnh bắt tôi trước kia và các lệnh khác sau này, tôi chỉ được đọc cho nghe qua một lần, không được cầm đọc, càng không được có một bản sao gửi cho đương sự để thi hành. Cho nên tôi không nhớ được cụ thể ngày ký và người ký. Hình như người ta không muốn tôi có được bất cứ một thứ giấy tờ gì làm bằng chứng cho việc tôi bị bắt. Hai là tôi có cảm tưởng cả bốn lệnh trên đây đều được ký cùng một lúc, một ngày, nhưng lại đề ngày tháng khác nhau. Nếu không thì tại sao một lệnh ký cách đây 5 năm rưỡi lại phải đợi đến bây giờ mới được đọc cho đương sự nghe để thi hành? Ba là tất cả đều là tạm. Tạm giam nghĩa là không xét xử, không có án, không có thời hạn. Nếu cần thì tạm giam thêm, không cần nữa thì tạm tha, nghĩa là không tha hẳn. Có thể hiểu là được cho về thì tăng xương, vớ vẩn là ông bắt lại. Bốn là một cơ quan nhà nước là Bộ Công an lại bắt giam người vì tội chống đảng và tha người cũng vì chính sách khoan hồng của đảng. Tất cả các thủ thuật để làm cho việc bắt bớ tôi có vẻ hợp hiến ấy, tôi thấy nó lủng ca lủng củng quá. Nhưng những ý nghĩ ấy là mãi về sau này, ngồi nghĩ lại tôi mới nảy ra dần dần. Chứ ngay lúc đó thì những cảnh hiện ra trước mắt tôi, những câu nói lọt vào tai tôi rồi lại bay đi đâu mất, tôi đâu có để ý đến. Chỉ có độc một ý nghĩ, tự do, tự do. Người tôi cứ bàng hoàng, nhẹ như bấc, và tất cả những gì đã xảy ra với tôi trong những năm tháng vừa qua bỗng trở thành một quá khứ xa xăm. Lúc ấy tôi đã quên sạch. Quên rồi. Những đêm giá rét nằm trong xà lim hỏa lò, nghe tiếng chuông xe điện leng keng từ phía cửa nam vọng lại, mà có cảm tưởng như nằm dưới đáy mồ lạnh lẽo, nghe tiếng động của trần gian vọng xuống. Quên rồi, những đêm tháng 6, cũng vẫn cái xà lim hỏa lò rộng vài mét vuông ấy, với một cửa sổ thông hơi sát trần cao 5 mét, tiếng bay rào rào của hàng trăm con muỗi to bằng con ruồi. Chiếc màn bằng vải xô bí rì, đỉnh màn còn phủ kín quần áo để che bớt ánh điện 100 watt quái ác ở trên trần cứ chiếu xoáy vào mắt. Và bên trong cái lồng ấp ấy, tôi nằm trần truồng, vật vã trên sàn xi măng nóng hổi và nhầy nhụa mồ hôi chảy ròng ròng từ khắp người tôi xuống. Cảm giác mình như con lợn lăn lộn trong cái chuồng đầy cứt đái. Quên rồi, những buổi bức cung đáng sợ. Suốt 2 tháng trời, chỉ có đọc một câu hỏi, Hoàng Minh Chính đã lệnh cho anh hoạt động những gì ở trong quân đội. Có lúc đổi thành, Hoàng Minh Chính đã truyền đạt cho anh những chỉ thị gì của Liên Xô về hoạt động trong quân đội. Hoặc, dữ dằn hơn, Liên Xô đã chỉ thị cho anh hoạt động những gì ở trong quân đội. Nếu chuyện đó có thật thì chắc là tôi đã khai ra hết rồi. Vì sau 9 tháng trời bị quần như thế, người tôi đã nhão hết. Và lại, đảng hỏi anh cơ mà. Đảng mà anh đã hy sinh cả thời trai trẻ của mình cho nó. Đảng đầy tình thương yêu đồng chí, chỉ mong anh chút bỏ tội lỗi đi thì sẽ tha thứ cho anh. Đảng chỉ muốn cứu vớt anh. Anh khai mau cho xong đi. Để về, về cho chị ấy đi học bác sĩ chứ. Cơ quan chị ấy định bố trí cho chị ấy đi học lớp bác sĩ mà. Về mà chăm lo con cái, chứ mặc cho một mình chị ấy hay sao? Và còn tương lai của anh nữa, anh là một cán bộ trẻ có năng lực. Đúng là nếu chuyện mà người ta muốn tôi khai ra là có thật thì chắc chắn tôi đã khai ra hết. Nhưng chuyện đó không hề có và tôi còn đủ tỉnh táo và lương tâm để không đơm đặt điều gì cho ai. Nhưng trình bày như thế nào thì cái ông Nhuận có bộ mặt lầm lì ra sát tận xương kia vẫn nhất định không tin. Và tiếp theo những lời dỗ dành ngon ngọt là một cái đập bàn.
Anh định chết rũ xương trong tù hay sao mà không chịu khai? Tôi ngồi đó, lòng đầy tuyệt vọng, nước mắt chỉ muốn ứa ra và óc lờn vờn một ý nghĩ. Có nên lao ra đập đầu vào cái ô cửa kính kia hay không? Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu ê chề, bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu hờn oán nặng trĩu hai vai. Nhưng lúc này đây tôi đã quên sạch. Tôi cứ ngồi đó, người lâng lâng, miệng mỉm cười. Anh chú ý là về địa phương tình hình phức tạp, có những kẻ xấu, đừng để họ lôi kéo. Câu nói ấy của một trong hai người cán bộ chấp pháp kia làm tôi bừng tỉnh. Và bất ngờ tôi bật ra một câu đối đáp. Các anh coi thường tôi quá. Chẳng gì tôi cũng là một tên phản cách mạng cỡ kha khá, lại để mấy anh tề ngụy ở xã lôi kéo hay sao? Tôi tha lôi kéo họ thì thôi chứ. Nói câu ấy là tôi muốn ám chỉ các lệnh bắt tôi, trong đó gọi tôi là tên phản cách mạng Trần Thư. Và cũng ám chỉ cả cái sắc lệnh trừng trị phản cách mạng đầy những điều khoản mơ hồ mà năm 1967 Ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua vội để làm cơ sở pháp lý cho việc bắt bớ chúng tôi. Và trong quá trình hỏi cung, người ta không đánh giá tôi là cái gì khác ngoài cái là phản cách mạng, phản động, phản dân, phản đảng, tóm lại là ngũ phản. Nhưng nói câu ấy tôi cũng nói một cách vui vẻ, như một câu pha trò. Tôi tưởng họ sẽ phản ứng, ngờ đâu họ cũng cười. Chắc là thấy câu pha trò có duyên. Một không khí thật là hồn nhiên, vui vẻ. Lát sau người ta bảo tôi ra xe. Anh trung tá cục bảo vệ sẽ áp tải tôi về phủ cư. Tôi định ra lấy đồ lề thì anh ta ngăn tôi lại, ôn tồn nói. Anh cứ ra xe, đồ lề để đây, tôi bảo anh em cảnh vệ mang đỡ ra cho. Quả thật hôm nay, người với người là bạn. Hay là tôi tưởng như thế? Tôi hăm hở bước ra xe Kambanka, hùng dũng như một vị thủ trưởng. Bỗng từ một ngọn đồi xa xa, vẳng lại một tiếng con gái trong trẻo. Tiếng hò của các cô gái dân công trên đường đi chiến dịch năm nào. Tôi đứng sững lại và nước mắt cứ thế trào ra, không tài nào ngăn được. Còn miệng thì cười, một nụ cười thê thảm. Tôi vốn là một học trò trường Bưởi, cũng như bao bạn khác, nghe lời kêu gọi của cách mạng, đã xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu. Hoạt động nghiệp dư hơn một năm thì tôi được chỉ thị của cấp trên thoát ly gia đình, đi làm chuyên nghiệp. Tôi trốn nhà ra đi, lấy trộm mang theo một tạ gạo, là toàn bộ số gạo mà bố mẹ tôi tích trữ để đề phòng nạn đói. Nhưng đi được ít lâu thì bị ông bố tôi tóm gọn. Số là tôi có một người anh họ cũng đi Việt Minh nhưng không thoát ly gia đình. Và thỉnh thoảng tôi có qua lại nhà để trao tài liệu. Bố tôi đã thuyết phục được anh họ tôi, hôm nào tôi đến thì phi báo cho cụ vì cụ muốn nói chuyện với tôi. Thế là một bữa nọ tôi đã bị bắt sống. Bố tôi là một ông giáo học rất nghiêm khắc. Trong họ tôi nổi tiếng sợ rắn. Duyên do là hồi tôi còn nhỏ, hàng ngày kèm tôi học ở nhà, không bữa nào cụ không củng lên cái đầu chọc lóc của tôi và cái cốc tưởng phải thủng sọ. Vậy mà sọ tôi vẫn zin. Ở trường tôi vẫn giỏi về môn tiếng Pháp. Viết chính tả thường không phạm lỗi nào, hoặc chỉ một hai lỗi là củng. Nhưng cũng vẫn bài ấy. Về nhà bố tôi đọc cho viết lại thì bao giờ tôi cũng phạm từ 10 lỗi trở lên. Chẳng là vì bao nhiêu tâm trí của tôi đều tập trung hết lên đỉnh đầu.
nơm nớp đón đợi cái cốc từ trời giáng sắp nện xuống. Này, này, sắp này, sắp này, cốc! Toàn thân tôi giật bắn lên, mắt tôi nổ đom đóm, và có lần tôi đã vãi đái. Riêng chữ charrette thì nó đã là cái tai họa một thời của tôi. Vì tôi viết nó không bao giờ đủ được cả 2R và 2T. Không thiếu chữ nọ thì thiếu chữ kia. Cuối cùng hết kiên nhẫn, cụ tôi quát. Ngu lắm! Charrette là cái xe bò. Xe bò thì phải có 2 càng và 2 bánh. Cho nên phải có 2R và 2T, nhớ chưa? Thì ra là xe bò có 2 càng và 2 bánh. Tôi mừng quá. Và từ đó thoát được cái nạn xe bò. Nhưng đời học trò thì thường hết vấn nạn nọ đến vấn nạn kia. Sau nạn xe bò, tôi lại bị cái nạn đá bóng. Nghĩa là lớn lên một chút, buổi chiều đi học về tôi thường tạt ra bờ sông đá bóng. Ôi cái bãi Eclair, nó mới có sức quyến rũ làm sao. Đá bóng về muộn, chiều nào tôi cũng được sơi 2 ngọn roi mây cháy đít. Nhưng vẫn không chừa. Nói cho đúng là muốn chừa lắm mà không sao chừa nổi. Từ bờ sông về nhà tôi phải đi qua phố Chả Cá. Ở đó có cái miếu âm hồn. Ngoài cửa miếu có tượng ông Thiện, ông Ác đứng gác. Đá bóng về muộn, qua trước cửa miếu bao giờ tôi cũng kính cẩn ngả mũ chào hai ông, miệng lẩm nhẩm khấn hai ông phù hộ cho cái mông của tôi được tai qua nạn khỏi. Nhưng xem ra, hai ông thần này không thiêng lắm. Tôi có một người chị ruột học ở trường Albert Sarrot mới vào ban tú tài. Ngày xưa con gái Hà Nội nhà tử tế đi học đều mặc áo dài, đi dép có quai hậu. Và đến tuổi 17-18 ra đường bao giờ cũng bước khoan thai, nghiêm trang nhìn thẳng trước mặt, không bao giờ ngó nghiêng hai bên. Chị tôi cũng thuộc loại ấy, mặc dầu chị được coi là hoa khôi. Một thầy giáo chủ nhiệm người Pháp kêu chị lên bảng đọc bài, không gọi bằng cái tên nào khác là Mignon. Lần ấy lớp chị tôi tổ chức liên hoan tất niên. Nhân dịp ấy, chị đã xoa một lớp phấn kín đáo và ra đi thoát qua được mặt bố tôi an toàn. Dè đâu vài phút sau, cụ sực nghĩ ra. Con Nhung đi qua mặt tao có mùi gì thơm thơm. Nó đánh phấn. Thế là cụ lập tức bắt tôi phải đi cùng anh người ở, bưng một chậu nước thả sẵn cái khăn mặt, đuổi theo chị tôi. Và bất kỳ bắt gặp ở đâu, cũng cứ đặt chậu nước xuống, bắt chị phải rửa mặt tại chỗ. Nhận được cái lệnh oái âm ấy, tôi nghĩ ngay đến cái anh chàng học trò trường Bưởi, trắng trẻo và nho nhã nom khá dễ thương. Đi học vẫn lẽo đẽo theo sau chị tôi một quãng. Và một ngày chủ nhật gần đây, lợi dụng lúc chỉ có một mình tôi trong cửa hàng, anh ta đã ném vào cả một quyển thơ sonnet bằng tiếng Pháp của anh viết tặng người đẹp. Lời thơ đầy đau buồn và thương nhớ. Tôi lấm lét nhìn vào trong nhà thấy không ai biết, vội đút ngay vào trong người, rồi đợi đến lúc mẹ tôi ra, tôi lỉnh luôn lên gác, lặng lẽ đưa chị tôi. Trong nhà, hai chị em tôi thuộc tầng lớp những người cần phải liên hiệp lại. Chị tôi ngỡ ngàng lật ra xem, và khuôn mặt xinh đẹp của chị ửng dần lên rồi đỏ rừ. May mắn làm sao là bà mẹ tôi đã kịp thời huy động toàn bộ dự trữ nước mắt của bà và chặn đứng được sự thực thi cái mệnh lệnh quái ác kia. Bà có ngờ đâu bà vừa làm được một việc rất thánh thiện, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết rằng những lời thơ đau buồn ấy đã làm cho tâm hồn con gái của chị rung động. Vì đôi lần tôi bắt gặp chị mở tập thơ ra xem, trộm. Thấy tôi đến lại vội cất đi. Và tôi cũng biết chắc chắn rằng chị chưa lần nào thư từ đáp lại lời tỏ tình ấy. Vì nếu có thư
thì tôi ắt phải là con nhạn mang thư. Ông cụ tôi như thế thì chị nào dám từ từ đi lại với ai? Và ngày ngày chị đi học vẫn có anh học trò trường bưởi lẽo đẽo theo sau. 2 năm sau, chị lâm bệnh nặng qua đời. Đám tang ngợp những vòng hoa trắng. Và ở cuối dòng người đi tiễn chị, có anh học trò bước đi những bước vô tri, mặt cúi gầm, giấu 2 hàng nước mắt. Đưa tang chị về, tôi đã nhảy ra điện, ngồi đến hết đường rồi lại quay lại, chuyển sang tàu khác, ngồi đến hết đường, quay lại, rồi lại chuyển sang tàu khác. Cứ như thế suốt một buổi, tôi cảm thấy mình bơ vơ. Tên anh học trò ấy là Phạm Xuân Lân. Nếu bây giờ còn sống, anh cũng phải khoảng 75 tuổi. Liệu có lúc nào anh hồi nhớ lại mối tình đầu ấy không? Trên bia mộ của chị, tôi đã thay mặt anh cho khắc câu thơ của ông Rosa, khóc người yêu. Rose, elle avec vous, ce que vit les roses, et l'espoir du un matin. Nôm na, hoa hồng, nàng đã sống những gì hoa hồng sống, không gian của một buổi sáng. Thực ra ông cụ tôi không phải là người ác. Cụ chỉ sống theo một lễ giáo nào đó thôi. Và không phải con người sắt đá vô tình. Chứng cứ là tôi đã được thấy cụ khóc. Khóc một cách đau khổ. Đó chính là vào cái hôm cụ bắt được tôi ở nhà ông anh họ tôi. Vừa khóc vừa kể lể. Nó đi, bỏ lại trong ngăn kéo bàn học của nó 2 cái hộp in chuyển đơn. Hộp thì tôi chẻ ra đem đốt, khói mù cả nhà. Cả một buổi mới cháy hết. Còn đất sét thì tôi nhét xuống cống. Thế mà người ta bắt được nó thì người ta chặt đầu chứ còn gì. Hồi ấy ở phố Chả Cá có chuyện lính Nhật đi đường bị một con chó hàng phố xô ra cắn. Đã rút kiếm chém một nhát đứt phăng cái đầu. Chắc là cụ đã nghĩ đến chuyện ấy. Và nói đến đây cụ đứng bật dậy, lao vào tường định đập đầu tự vẫn. Tất nhiên, cả nhà đã xô đến giữ chặt lấy cụ. Những cảnh tượng ấy tôi cũng khóc. Tôi không nhớ sau đó mọi người đã thuyết phục cụ như thế nào. Chỉ biết rằng rốt cuộc cụ vẫn để tôi đi. Tôi ra đi, lòng dạ rối bời. Tôi mới 18 tuổi. Đoàn thể giao cho tôi in báo Hồn Nước. Cơ sở in của chúng tôi được đặt cho cái tên rất kêu là Nhà In Ký Con Đoàn Trần Nghiệp. Thực ra chỉ có 2 người và vài viên đá ly tô. Đầu tiên đặt ở làng Mọc Giáp Nhất, ngoại thành Hà Nội. Suốt ngày 2 anh em chúng tôi cứ đóng cửa, cấm cung trong cái buồng đầu hồi. Một căn nhà lá 3 gian. Là nhà của gia đình anh Hải Hùng, sau này là cục phó cục tuyên huấn, tổng cục chính trị. Trong căn buồng tối tăm ấy, chúng tôi suốt ngày ngồi viết chữ ngược trên đá li tô và hì hục in. Đến đêm mới được ra bờ ao mài đá. Ở đó suốt 1 tháng mà trong làng không ai biết là có chúng tôi. Đến nạn đói Ất Dậu, sáng nào xe bò cũng chở kìn kìn những xác người chết đói nhặt trên các vỉa hè Hà Nội mang ra ngoại thành chôn. Chúng tôi cũng đói, vì đoàn thể không đủ gạo cung cấp. Thực ra thì không phải nhịn bữa nào, nhưng là bữa nào cũng chỉ ăn lưng lưng, dạ dày. Có đêm tôi đã lẻn ra ruộng rau của dân, mạn phép đoàn thể hái trộm rau về luộc ăn. Một đôi lần về nội thành tôi bị bố tôi bắt gặp ngoài đường. Nhưng những lần ấy cụ chỉ mắt trước mắt sau lẳng lặng dẫn tôi đến hiệu ăn Nghi Xuân. Một hiệu ăn tàu nổi tiếng hồi ấy ở gần chợ Hàng Gia. Cho ăn một bữa nhớ mấy ngày. Ăn xong cũng lại mắt trước mắt sau
rúi cho tôi 10-20 đồng Đông Dương. Những đồng tiền ấy tôi giữ như những lá bùa hộ mệnh. Hồi ấy cơ sở in của chúng tôi đã chuyển về làng Canh, đặt tại nhà anh em anh Bảo Thé. Anh Bảo có giọng nói vỡ thè thé và sau này là chính ủy một binh chủng. Và hai chúng tôi được gia đình anh nuôi. Nhà anh Bảo là nhà gạch 2 tầng xây kiểu nửa cổ nửa kim, khá to. Vậy mà hồi ấy cũng thiếu. Bữa nào mỗi người cũng chỉ có 2 lưng cơm chan với nước bã đậu. Cho nên mỗi lần về Canh, qua Cầu Giấy tôi lại xuất ra. Và cũng chỉ dám xuất ra 1 đồng mua 1 nắm cơm tấm Sài Gòn trắng bong. Ở giữa nắm có ấn trũng xuống để khi có khách mua thì nhà hàng đổ vào đó thìa muối vừng mặn chát. Đối với tôi lúc ấy thế đã là sang trọng rồi. Cách mạng tháng 8 thành công, không cần phải nói rằng ông bố tôi rất lấy làm hãnh diện về thằng cả cò nhà cụ. Nói đúng ra thì đến lúc ấy, đối với cụ tôi đâu phải thằng cả cò nữa, và cũng không phải thằng cung mà là anh cung. Công bằng mà nói thì cụ nên tự hào về chính cụ. Cụ đã vượt được lên cao hơn chính bản thân. Và thực ra, lần gặp tôi ở nhà người anh họ tôi, cụ có đủ quyền uy để kéo tay tôi lôi về, rồi nhốt tịt ở một xó nhà quê nào đó. Và tất cả sẽ không còn gì để nói nữa. Kháng chiến toàn quốc, cụ đã thuê người cáng bà mẹ quanh năm đau ốm của tôi cùng bầy đàn thê tử, bỏ tất cả ở lại, lốc nhốc dắt díu nhau tản cư lên Việt Bắc theo kháng chiến. Lúc ấy, tôi đang ở bộ đội.